Thăm khám và điều trị nam khoa nhu cầu hiện nay rất lớn. Lợi dụng tâm lý e ngại khi có bệnh ở vùng kín, không đi khám ở các bệnh viện lớn, một số phòng khám nam khoa tư nhân sẵn sàng vẽ bệnh, moi tiền của bệnh nhân, cho dù là bệnh nặng hay nhẹ. Với mục đích thu lợi nhuận, dù chiêu thức không mới, nhưng thủ đoạn của những phòng khám này ngày càng tinh vi, dẫn dụ bệnh nhân đến cơ sở sau đó dọa dẫm bệnh nhân, khiến bệnh nhân lo sợ, buộc phải xuống tiền để điều trị ngay. Tập còn rất nhiều dữ liệu này, 3 cộng, 2 cộng, 3 cộng, tập còn rất nhiều. Rồi cháu có cái viên dữ liệu đấy, nó có teo thì hoàn đấy, tí thôi nhỏ nha. À, chứ bây giờ thì bác mới nói tư vấn cho cháu phải điều trị nha. Vâng. Thế này kiểu gì cháu phải, nó không phải là lậu nhưng mà rồi cũng phải điều trị hướng lậu. Việc của em cần làm bác sĩ chỉ định là sẽ cắt bao quy đầu. Vâng. Bao quy đầu. Cắt bao quy đầu hiện tại có một phương pháp truyền thống, có 1,5 triệu thôi nhưng làm bằng dao kéo rất đau. Cái này không khuyên cáo em làm. Và bây giờ sẽ làm bằng máy sẽ có 3 phương pháp. Làm bằng máy sẽ có làm bằng dao điện, kinh phí là 3,8 triệu. Làm bằng đầu dao thẩm mỹ Hàn Quốc laser là 5,8 triệu. Và phương pháp thẩm mỹ châu Âu solid là 8,8 triệu. Chị giải thích đơn giản dễ hiểu cho em. Chi phí càng cao thì đầu máy cắt càng nhỏ. Đầu máy cắt càng nhỏ thì cái xâm lấn, độ xâm lấn của nó càng ít thì hồi phục vết thương nó càng nhanh. Đây là những hình ảnh được nạn nhân ghi hình lại khi đến khám tại phòng khám đa khoa Thiện Hòa tại địa chỉ 73 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi yêu cầu bệnh nhân đi khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ yêu cầu bệnh nhân cắt bao quy đầu, đồng thời cho biết bệnh nhân nhiễm rất nhiều bệnh nam khoa, cần phải điều trị ngay. Vì số tiền quá lớn nên bệnh nhân đã xin về. Vài ngày sau khi đi khám lại tại một bệnh viện công thì câu trả lời bệnh nhân nhận được trái ngược hoàn toàn với những chẩn đoán trước đó của phòng khám tư. Chẩn đoán mình nhiều bệnh, mình hoang mang lắm. Lúc đấy mình còn sợ mà. Sao mình nhiều bệnh như thế? Đợt sau mình đi kiểm tra lại, mình bảo sao ở đấy khám mình nhiều bệnh như thế mà sao viện công mà mình lại không bị bệnh. Đến khám tại phòng khám đa khoa Bách Giai tại địa chỉ 815 Giải Phóng vào tháng 9 vừa qua. Bệnh nhân này sau khi thăm khám cũng được bác sĩ chỉ định cắt bao quy đầu với hai phương pháp Hàn Quốc và châu Âu, giá 2,5 triệu và 2,8 triệu. Bằng máy tự động thì tới 12 triệu và 15 triệu. Vì chi phí lớn, bệnh nhân xin phép về bàn bạc với gia đình. Bác sĩ sau đó nói sẽ đưa đi kiểm tra thêm. Tuy nhiên một lát sau, bác sĩ lại dẫn bệnh nhân vào phòng thủ thuật và bắt đầu làm nội soi cho bệnh nhân. Sau đó thông báo có dịch mủ, yêu cầu bệnh nhân phải phẫu thuật gấp. Quá đau đớn, bệnh nhân yêu cầu dừng thực hiện vì chưa muốn làm. Tuy nhiên nhân viên tiếp tục thuyết phục, không được thì dọa nạt, khiến bệnh nhân vô cùng hoảng sợ. Cũng bắt em là gọi điện cho gia đình là lên ký giấy để mổ, tiến hành mổ, phẫu thuật mổ gì. Nhà bà báo chi phí 3,8 triệu, nhưng mà gia đình em khó khăn thì em chắc hiện tại em chưa làm được luôn. Sau đó chị kia chị cứ bảo em là như giờ không mổ thì nguy hiểm, tính mạng nguy hiểm nọ kia. Nhưng em bảo nguy hiểm cũng được, em xong sẽ điều trị sau. Sau thì em có đi khám lại đâu? Sau đó em sang bệnh viện Đức Giang bên Hà Nội em khám lại. Thì bên phòng khám bên Đức Giang bác sĩ chuẩn đoán là em hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì. Có thể thấy, lời mời chào bắt đầu bằng sự hù dọa với đủ loại bệnh xã hội. Tiếp đến sẽ chung một chiêu thức. Tất cả đều phải cắt bao quy đầu. Dù sau đó đi khám lại tại các cơ sở y tế công thì nhiều trường hợp hoàn toàn bình thường và không cần dùng đến các thủ thuật mà các phòng khám tư này đưa ra. Các cái phác đồ họ đưa ra là yêu cầu mà bệnh nhân phải thực hiện rất là nhiều. Thứ hai là cái chi phí cho các cái dịch vụ đấy rất là cao. Đấy, ví dụ như một số các cái kháng sinh thông thường mà điều trị ở bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì nó chỉ rơi vào khoảng vài chục nghìn đến 100-200 nghìn thôi. Thế nhưng mà ở phòng khám tư nhân thì chúng tôi đã có thấy những cái đơn thuốc mà cũng cái kháng sinh đấy mà họ thu đến 1,5 triệu. Chấp nhận giá cao để được dịch vụ tốt thì đã đành. Đằng này chẳng có bệnh cũng bị phù phép với những kết quả xét nghiệm không tưởng. Quá bức xúc, các nạn nhân này đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay, mọi việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Đưa giấy lên Sở Y tế thì họ mới gọi lại thì họ cứ hỏi dò địa chỉ, họ đương nhiên họ nói rõ địa chỉ để họ hăm dọa các thứ mình ấy. Mình gây thấy hết sức hoang mang, mình muốn cơ quan chức năng làm việc ngay cho mình để đỡ cái tránh tình trạng như này với lại nhiều người bị giống mình ấy. Thực tế những cơ sở y tế ngoài công lập
đóng vai trò rất lớn trong việc chia sẻ gánh nặng quá tải với y tế công lập trong công tác chăm sóc sức khỏe của người dân. Thế nhưng một số phòng khám tư hiện nay vì đặt lợi nhuận lên hàng đầu lại coi sức khỏe của người bệnh là thứ yếu. Để tránh bị chẩn đoán sai, tiền mất tật mang, người bệnh cũng phải là những khách hàng thông minh. Điều đầu tiên phải nghĩ đến khi có bệnh là tìm tới đúng chuyên khoa và cơ sở y tế uy tín, không để sự thiếu hiểu biết, lo sợ, xấu hổ của mình trở thành món mồi béo để trục lợi. Dự báo bão Koinu đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, cường độ có khả năng suy yếu dần. Cho đến 7 giờ sáng mai, tâm bão cách Quảng Đông Trung Quốc khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Trong khoảng từ 24 đến 48 giờ và 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, chạy dọc vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và cường độ suy yếu dần. Chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, dự báo đến thời điểm hiện tại cho thấy bão Koinu ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam. Tác động của bão chủ yếu trên biển và hoạt động tàu thuyền. Ngày và đêm mùng 5 tháng 10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Bão Koinu đổ bộ vào vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc vào sáng ngày 5 tháng 10. Ngay trong ngày hôm nay, chính quyền hòn đảo này đã yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục tại 5 huyện, thành phố đóng cửa, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân. Các hãng hàng không thông báo hủy 87 chuyến bay nội địa và 25 hãng hàng không quốc tế cũng đưa ra thông báo tương tự đối với đường bay quốc tế. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp 3, tạm đóng cửa một số các khu danh thắng và dừng mọi hoạt động tại các bến phà. Ngoài ra, cơ quan chức năng của tỉnh này cũng đã yêu cầu tất cả các tàu cá xa bờ tìm nơi trú ẩn gần nhất trước 18 giờ ngày 4 tháng 10. Theo cơ quan dự báo thời tiết tỉnh Phúc Kiến, bão Koinu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km. Tính đến sáng mùng 4 tháng 10, gió tại vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17.